Rồi. Em xin chào quý anh chị dược sĩ cũng như quý anh chị đại lý có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ha. Anh chị có trong buổi Zoom có thể mình comment số một giúp em được không? Đó nha, một xíu bắt đầu vào chương trình ha. Ở trong buổi hôm nay, trong chủ đề hôm nay thì sẽ có Robin Thu sẽ giới thiệu quý anh chị về cái cách mà mình lựa chọn collagen hiệu quả cao cũng như là cái tầm quan trọng của collagen đối với em cái việc mà làm đẹp không quý anh chị ha. Thì quý anh chị mình có thể mình share cái buổi Zoom này tới quý anh chị khác để mình có thể mình tham gia cái buổi Zoom học hỏi theo những cái kiến thức để mình tích lũy, và từ đó cái việc bán hàng nó sẽ trở nên nó dễ dàng hơn. Quý anh chị mình có thể thả bông thả tim nghe đúng không ạ? Để sẽ em xin mời xin đầu thu sẽ chia sẻ cho quý anh chị về cái buổi Zoom ngày hôm nay, như là về cái chủ đề về cách lựa chọn collagen làm sao hiệu quả. Dạ, cảm ơn anh MC Mạnh Dũng. Không biết là quý anh chị có nghe thấy em Thu nói không ạ? Quý anh chị nghe thấy thì quý anh chị hãy comment thả bông thả tim cho em với ạ. Dạ, thì em Thu xin chào quý anh chị nhà thuốc, anh chị cộng tác viên đã có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì hôm nay sẽ là một cái chủ đề về collagen, cách lựa chọn, làm sao để chọn được collagen hiệu quả để mình có thể sử dụng, để mình có thể làm đẹp và tốt cho sức khỏe của mình. Thì trước khi vô cái chủ đề của ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu về công ty Sun Road nơi mà em đang làm việc. Thì với tầm nhìn đến năm 2030 thì công ty Sun Road trở thành một công ty bán hàng số 1 tại Việt Nam và chuyên về các cái dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe đến từ Nhật và châu Âu. Với cái sứ mệnh là sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi và mang một cái giá trị cốt lõi là sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mang tới cho tất cả mọi người, và luôn nêu cao tiêu chí là Sơn Dâu trao tay giá trị đích thực của sản phẩm. Sao bấm được? Đó. Thì đây là tất thì đây là tất cả những cái dòng sản phẩm về collagen mà bên công ty Sơn Dâu đang phân phối và đang kinh doanh. Có dạng nước, có dạng bột, có và dạng viên cũng có. Yeah. Hôm nay mình sẽ đi sâu hơn về cái sản phẩm Zoza Collagen 30.000. Thì hôm bữa là mình có được học về, mình có được nghe em chia sẻ nói về cái vấn đề về collagen là gì đúng không ạ? Thì và cũng có nói về cái phần mà collagen này có mấy loại. Thì hôm nay em xin được nhắc lại, thì collagen ở trên thị trường, ở trên thì có rất là nhiều loại collagen và nó có bốn loại chính collagen. Thì mỗi loại nó sẽ có những cái chức năng riêng, như là loại một này là nó được cấu tạo từ các sợi dày và cung cấp cấu trúc cho da, xương rồi sụn. Rồi loại 2, loại 3, loại 4, như là loại 2 thì nó sẽ lỏng lẻo hơn và được tìm thấy ở sụn đàn hồi và có tác dụng là đệm cho các xương khớp của mình. Rồi loại 3 thì nó giúp hỗ trợ cấu cấu trúc của cơ, các cơ quan và động mạch, và loại 4 là nó giúp lọc và được tìm thấy ở trong các lớp da của mình. Đó, thì mỗi một loại nó đều có cái chức năng riêng. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái loại nào nó sẽ tốt cho da nhất. Thì mỗi loại đều có chức năng riêng, thì mỗi loại collagen nó sẽ có công dụng và ưu và nhược điểm khác nhau, tùy thuộc vô cái nhu cầu, mục đích sử dụng mình sử dụng collagen để làm gì. Mình sử dụng collagen để nó tốt cho xương, cho khớp thì mình sẽ sử dụng cái loại 2 4, cái loại 2 4 này. Đó, còn muốn làm đẹp cho da, cho tóc thì mình có thể sử dụng là tip 1 và tip 3. Đó là loại collagen tip 1 và tip 3 là tốt nhất cho da. Đó, thì mình lựa chọn collagen thì cũng tùy vô cái nhu cầu của mình muốn làm đẹp da hay mình muốn làm
cho sức khỏe của mình tốt. Đó. Thì đây là cái cách chọn collagen tốt cho bản thân mình. Rồi tiếp theo, tại sao nên chọn collagen da cá mà không phải là collagen da trâu, da bò, da heo? Đó, thì ở đây em có cái sự so sánh giữa collagen thường và collagen da cá. Thì với cái collagen thường á, thì nó chủ yếu là ở collagen loại 2 và loại 3, và nó tốt cho sụn khớp và được chiết xuất từ da bò, da lợn, và nó sẽ gây nóng và có khả năng là gây béo, tăng cân á. Rồi nguy cơ các cái nguyên liệu tạp chất sử dụng thuốc tăng trưởng, rồi là các bệnh như là các bệnh về bò bò điên, rồi là nở mồm long móng, nở nở mồm long móng, rồi nó còn tốt cho xương khớp và sụn, đấy là collagen thường. Còn với collagen da cá thì nó sẽ được cung cấp ở collagen loại 1 và nó chiếm tới 90% trong da và cấu trúc khá giống với cơ thể của con người. Và loại này, loại collagen da cá này thì nó mát, cho nên là nó sẽ không làm cho mình bị nóng, bị nổi mụn hay là bị tăng cân, và cái khả năng hấp thụ vào nó sẽ cao hơn, cao rất là nhiều. Rồi nó sẽ giúp làm đẹp da, giảm nám, giảm nếp nhăn, giúp săn chắc và luôn tươi trẻ cho cái làn da của mình. Cho nên là khi mình lựa chọn collagen thì mình nên lựa chọn collagen da cá thì nó sẽ tốt cho da của mình hơn. Các dạng collagen thì trên thị trường có rất là nhiều loại collagen, có dạng bột, dạng viên, dạng nước. Thì với cái dạng bột này thì nó sẽ có ưu và nhược điểm như thế nào? Thì đây là một cái dạng bột collagen mới xuất hiện ở trên thị trường, nhưng mà cũng được khá là nhiều chị em mình quan tâm và sử dụng, tin tưởng để sử dụng. Thì cái này nó có cái ưu điểm là cái lớn nhất là nó không chỉ dừng lại ở hiệu quả sử dụng, mà collagen này nó còn đảm bảo về an toàn cao cho người dùng và hạn chế được các chất bảo quản so với dạng nước và dạng viên nén. Và mình có thể sử dụng collagen dạng bột này để pha chế cùng với cả các loại nước hoa quả để giúp tăng cường được cái sự hiệu quả khi mà mình sử dụng, và nó không ảnh hưởng tới chất lượng mùi vị của sản phẩm. Và nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là cái dạng bột này nó khó mua hơn ở trên thị trường và nó cũng hơi khó uống cho với người mới bắt đầu á. Rồi tiếp theo là dạng viên thì nó cũng sẽ có ưu và nhược điểm, mỗi dạng nó sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau. Dạng viên này thì nó lại được chiết nó ở trên thị trường rất là nhiều, và có rất là nhiều trên thị trường và được đánh giá là cái dạng rất là dễ uống. Và trong ba loại thì cái loại này thì mình có thể là mang đi được bất cứ đâu, và giá thành nó cũng khá là tương đối. Còn nhược điểm của nó thì hiệu quả sử dụng nó lại không cao bằng hai cái loại nước và loại bột, bởi vì là nó khi mà cái dạng viên này nó bổ sung vô trong cơ thể của mình thì nó vẫn cần thời gian để hòa tan, để nó hấp thụ vô trong cái cơ thể của mình, cho nên là nó sẽ lâu và chậm hơn rất là nhiều so với dạng bột và dạng nước. Rồi còn với dạng nước này thì với cái ưu điểm của nó là khả năng hấp thụ rất là cao và được bán nhiều trên thị trường và dễ mua hơn. Nhưng mà nhược điểm của nó thì giá thành của nó hơi cao và hơi khó uống và cũng khó bảo quản. Rồi, thì mình sẽ đi về cái sản phẩm dạng nước. Em sau này em sẽ nói về dạng nước nhiều hơn. Đó là Zoja Collagen 30.000 là gì, nó là một cái sản phẩm như thế nào, và có công nghệ, công dụng cũng như là cái điểm mạnh của cái sản phẩm này như thế nào. Thì đây là một cái dòng sản phẩm Zoja Collagen 30.000 đến từ Nhật. Đó, nó giúp làm đẹp da, và đây là những cái thông tin về cái đơn vị sản xuất ở bên Nhật, có giấy tờ rất là đầy đủ. Thì quý anh chị mình có thể là tham khảo. Đây đây là một cái sản phẩm đến từ Nhật Bản giúp ngăn ngừa lão hóa da, rồi tăng cường sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp từ sâu bên trong. Nó có một cái công dụng, nó có các cái công dụng là trẻ hóa vượt trội, làm giảm các nếp nhăn, nếp tàn nhang, nếp chân chim, rồi là chảy xệ lão hóa da mà các chị em phụ nữ mình đang gặp phải. Rồi chăm sóc da từ sâu bên trong, chăm sóc sức khỏe từ sâu bên trong, những cái chức năng về gan, thận, rồi là thải độc tố, rồi là giúp điều hòa nội tiết tố, rồi giúp tóc lè móng chắc khỏe bóng bẩy, rồi làm bôi trơn sụn khớp, chống viêm chống đau. Đó là cái công dụng của nó, là vừa làm đẹp da và vừa tốt cho sức khỏe và vừa tốt cho cái sụn khớp nữa. Rồi một cái công nghệ đột phá cho cái làn da không tuổi này, đó là nó được đó là cái công nghệ POG rất là tiên tiến. Thì cái công nghệ POG này rất là tiên tiến này,
thì nó như thế nào? Có nghĩa là đây là một cái công nghệ rất là đột phá, nó cắt trúng cái đoạn, những cái đoạn mà collagen biochi tốt cho da. Em lấy ví dụ như là để mà quý anh chị có thể là hiểu, có thể là nhớ được cái công nghệ đột phá này là như thế nào. Thì khi mà mình quý anh chị mình tưởng tượng cái dây thịt, cái miếng thịt ba chỉ á, cái miếng thịt nó rất là dài, thì quý anh chị mình tưởng tượng cái miếng thịt đó là cái phân tử, là cái collagen đó, phân tử rất là lớn đấy. Thì trong cái miếng thịt đó nó sẽ có những cái phần thâm, phần bị phần màu đỏ, rồi là phần thâm, rồi là phần máu, rồi phần nhiều lông, rồi cũng có chỗ đẹp, cũng có chỗ xấu, đúng không ạ? Thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ cắt trúng, đích là cắt cắt trúng những cái đoạn mà nó đẹp nhất ở trên cái miếng thịt đó. Thì đó, nó sẽ là cái công nghệ đột phá của cái sản phẩm này. Thì công nghệ đột phá này, collagen biochi này, thì bio hay bio nó được viết tắt của rolyhydroxyronin. Thì đây là một cái đoạn collagen gồm có hai axit amin, đó là roly và hydroxyronin. Thì với cái hydroxyronin này, nó là một cái sản phẩm của cái quá trình mà hydroxy hóa của rolin, và nó là một cái axit amin tham gia vào cái cấu trúc phân tử protein, và được tìm thấy tìm thấy chủ yếu ở trong các cái phân tử collagen, và một cái vật liệu dạng sợi đặc trưng chủ yếu là tồn tại ở lớp hạ bì của da, và nó có tác dụng là giúp nâng đỡ và tái tạo độ săn chắc đàn hồi cho da. Và cái cơ thể của mình nó tự tổng hợp được cái hydroxy rolin này từ cái rolin với cái sự trợ giúp của vitamin C. Nhưng mà khi mà trong cơ thể của mình nó trong cái trường hợp mà bị thiếu vitamin C, thì cái rolin này nó không thể là chuyển hóa thành hydroxyronin, mà cơ thể nó sẽ bị thiếu đi cái chất đó, thiếu đi cái axit amin đó, và dẫn tới là cái quá trình tổng hợp collagen nó bị suy giảm, và dẫn đến là cái da của mình nó bị lão hóa, bị chảy xệ đó. Rồi, có tiếp theo là GIO, đó là sự kết hợp của bio và oxy. Đây là một công nghệ, thì với cái oxy này nó là viết tắt của hydroxyl rồi glycine. Thì với cái glycine này, nó là một cái bộ ba axit amin ở trong cơ thể của mình để tạo ra cái glutathione. Glutathione này nó là một cái chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào, chống lại tổn thương oxy do các gốc tự do gây ra. Và được đây là cái nguyên nhân gây ra rất là nhiều bệnh, như là cái glutathione dạng xịt đó. Đó. Thì đợt trước là anh trưởng phòng kinh doanh, anh Cường, giám đốc Cường cũng có chia sẻ về cái glutathione dạng xịt dưới lưỡi, về cái thành phần của glutathione. Và nếu như mà nó không có đủ glycine ở trong cơ thể mình nó sẽ sản xuất ra glutathione ít hơn, và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cái cách mà cơ thể xử lý nó căng thẳng oxy hóa theo thời gian. Và đây là cái công nghệ đột phá collagen POG. Đây là công nghệ mới nhất được kết hợp giữa bio và oxy, là đóng cái vai trò trong việc tăng sinh các nguyên bào sợi. Và các cái sợi collagen biochi này ở trên cái công nghệ thủy phân, nó sẽ được phân ra thành nhiều mảnh nhỏ theo cái tỷ lệ là 1 trên 60 so với cái collagen thông thường, và có lượng dưỡng chất tập trung rất là cao, cho nên nó thẩm thấu vô trong da và trong cơ thể của mình, khả năng hấp thu lên tới 7 lần so với các loại collagen thông thường khác. Cho nên là nó sẽ không mang lại những cái tác dụng phụ như là bị nóng, bị nổi mụn hay là gây tăng cân. Nó sẽ rút ngắn thời gian làm đẹp da cho mình và mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Tiếp theo là mỗi một lọ collagen như này, nó sẽ cung cấp 30.000 mg BOG, tương đương với 30.000 mg collagen thông thường. Và đây là một cái sản phẩm được kiểm chứng là một cái hàm lượng có cái hàm lượng collagen cao nhất trên thị trường. Và khi mà nó kết hợp cùng với các axit amin trong dạ dày của mình sẽ được chuyển hóa nhanh hơn, và cơ thể nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Và cái collagen POG này nó không có khả năng là gây tăng cân như các loại collagen thông thường khác. Và đây quý anh chị mình có thể là đọc thêm về cái phần tài liệu tham khảo này, đã được chứng minh lâm sàng. Rồi,
các thành phần nó giúp cho làm đẹp và cũng như là giúp cho sức khỏe của mình. Đây là một những cái thành phần vượt trội, công dụng gấp bội của cái sản phẩm Loza Collagen 30.000 này. Thì nó có thành phần là collagen BOG, như lúc vừa nãy em có nói, đây là một cái công nghệ cắt trúng đoạn collagen BOG tốt cho da. Rồi có nhau thai heo, nó sẽ dễ dàng hấp thu vào cơ thể hơn so với các cái loại khác, nhờ cái bản chất của nó là sự tương đồng lên 90% so với ADN của người, và nó sẽ loại bỏ, đánh gục được cái hắc tố melanin gây ra nám và tàn nhang, giúp da của mình luôn được hồng hào và một cách rất là tự nhiên. Nó lại bị nữa rồi. Rồi, có thành phần là coenzyme Q10. Nó có vai trò là giúp chống oxy hóa, giúp bảo vệ và ngăn ngừa các tác nhân của môi trường như là khói bụi, tia UV, và giúp chống lão hóa da và giữ cho da làm trẻ đẹp. Thì đây là một cái hoạt chất rất là hay, vừa giúp làm đẹp và vừa giúp tăng cường sức khỏe như là về tim mạch, bảo vệ phổi, rồi hỗ trợ về sinh sản, điều trị bệnh. Rồi có glutathione. À, cái coenzyme Q10 này ở chỗ nhà công ty Sun Row cũng có cái sản phẩm coenzyme Q10. Nó cũng có hỗ trợ về làm đẹp, về tốt cho sức khỏe, và nó có tên là coenzyme Q10 luôn. Rồi glutathione giúp làm trắng sáng da toàn thân, và nó giúp làm đảo ngược cái tiến trình tổng hợp sắc tố melanin sáng, thay vì là tổng hợp các cái sắc tố melanin tối, và kết quả là cho ra một cái làn da trắng sáng và đều màu hơn. Và nó sẽ làm giúp trì hoãn cái sự dấu hiệu lão hóa da bằng cách là chống lại các cái bức xạ có thể là gây ra tổn thương cho da, như là võng mạc thì là giác mạc. Rồi ngoài ra thì còn có thêm các thành phần khác như là axit hyaluronic, vitamin C, vitamin B2, B6, rồi chiết xuất từ hoa anh đào. Thì rồi là có glucosamine giúp điều trị về hỗ trợ về bệnh xương khớp, viêm khớp. Chiết xuất từ hoa anh đào, khi mà chiết xuất từ hoa anh đào cho nên là vị của nó sẽ có hơi hơi chua chua ngọt ngọt, nó rất là thơm thơm chứ nó không có tanh nha. Rồi liệu trình sử dụng sản phẩm thì ở đây em có hai cái liệu trình với cái chị em nào, với các chị nào mà muốn làm đẹp nhanh, muốn giảm nám, giảm thâm nhanh, thì quý anh chị mình có thể sử dụng cái liều tấn công, hoặc là các chị nào mình sử dụng collagen nước nhiều á, như kiểu bị hao á, thì mình có thể sử dụng cái liều tấn công này một ngày một chai, và mình sẽ sử dụng một cái hộp này mình dùng trong vòng 1 tháng. Còn cái liều khuyến nghị là mình nên dùng 15 ml một ngày là một lọ, như thế này là mình sẽ uống trong vòng 3 ngày. Đó. Và cái thời gian để mang lại cái công dụng tốt nhất đó chính là thời gian uống là trước khi đi ngủ vào lúc trước 30 phút. Vì cái thời gian mà từ 10 giờ tới 2 giờ là thời gian mà hormone tăng trưởng được tiết ra tích cực để tạo lên một cái làn da mới, và đẩy lùi cái da cũ đi. Rồi, điểm mạnh của cái Zoja Collagen 30.000 này là nó là một cái công nghệ thế hệ mới, là một cái collagen thế hệ mới được chiết xuất từ da cá rất là tinh khiết, và với cái phân tử đồng nhất tạo lên cái dưỡng chất rất là tinh khiết, và có cái hoạt tính sinh dục tương đồng với cơ thể của con người, giúp cái sự hấp thu của collagen vào trong con người nó sẽ được tối ưu hóa hơn. Và cái hàm lượng collagen tươi cao nhất trên thị trường, đó là cái điểm mạnh thứ hai. Và cái điểm mạnh thứ ba đó là một cái công nghệ đột phá collagen BOG, cắt trúng đích những đoạn BOG tốt cho da. Rồi, tiếp theo nữa là các cái thành phần vượt trội bổ trợ cho collagen như là coenzyme Q10, nhau thai heo, rồi glutathione. Đó, đó là những cái thành phần rất là vượt trội để bổ sung cho cái collagen, rồi phù hợp cho tất cả mọi loại da, mùi vị rất là dễ uống và giúp làm trắng sáng da, giảm các vết nám và chống lão hóa da. Đó là những cái điểm mạnh của cái Zoja Collagen 30.000 này, hay còn gọi là USP của sản phẩm. Rồi, đối tượng sử dụng là những người mà muốn cải thiện về làn da đẹp nhanh, hay là những người mà muốn duy trì làn da đẹp. Đó, thì mình sử dụng cái collagen Zoja này.
rồi những người mà đang bị sạm nám chảy xệ não hóa da đó, thì mình sử dụng collagen này. Và đặc biệt là sản phẩm này đã được qua trải nghiệm lâm sàng về độ an toàn và hiệu quả. Đây là một số cái bài viết BA về cái sản phẩm collagen để mình có thể đọc và hiểu hơn về cái sản phẩm. Với anh chị mình có thể tham khảo. Và đây là giấy tờ chứng nhận về cái sản phẩm Zoja Collagen. Đó, thì nó có giấy tờ, cái này là giấy tờ của Nhật này. Đó, quý anh chị mình có thể tham khảo thêm. Đó, thì ngoài ra thì sẽ còn có những cái collagen loại khác như là collagen Shiseido. Thì hầu như là tất cả các loại collagen dạng nước ở bên em đều là được chiết xuất từ collagen da cá hết. Như là cái sản phẩm collagen Shiseido này nó được chiết xuất từ da cá, rồi có các thành phần vitamin nhóm B, rồi vitamin C hyaluronic giúp làm đẹp da và trắng sáng da. Đó, nó cũng bổ trợ và nó giúp bổ và cái bổ sung collagen lên tới 1.000 mg. Đó, về collagen EXR Shiseido, cái loại này thì nó sẽ cao cấp hơn với cả cái loại kia. Thì cái loại này nó cao cấp hơn thì nó có thêm thành phần là protein rồi và một số cái thành phần khác đó, còn lại thì nó vẫn sẽ giữ collagen, vitamin B nhóm B, vitamin C và axit hyaluronic đó, những cái thành phần đó là nó giúp bổ trợ cho collagen. Và cái này với cái thành phần này nó cao cấp hơn thì những cái dạng mà collagen đó, nó sẽ là collagen thủy phân và được phân ra thành nhiều mảnh nhỏ để giúp hấp thụ vô cơ thể nhanh hơn đó. Rồi nó cũng làm khỏe da trắng hồng, giảm thâm, loại bỏ các lớp sừng ở trên da và giúp cho cả xương khớp, mạch máu của cơ thể nó rất là khỏe mạnh và hoạt động trơn tru hơn. Rồi, tiếp theo là collagen Buay Shiseido. Cái loại này thì nó lại là hoàn toàn là thiên nhiên và kết hợp cùng với vitamin C. Nó giúp làm trắng sáng da một cách tự nhiên từ sâu bên trong. Thì quý anh chị là muốn trắng sáng da một cách tự nhiên thì có thể sử dụng cái collagen Buay Shiseido này. Đó. Và nó cũng giúp làm cho da của mình nó săn chắc và mềm mịn hơn, thu nhỏ lỗ chân lông. Và cái này là hoàn toàn là từ thiên nhiên nha. Kết hợp với vitamin C giúp làm trắng sáng da, giảm thâm này. Rồi collagen Enrich này thì nó lại có cái thành phần là collagen thủy phân được chiết xuất từ da cá. Đó, nó lại được chiết xuất từ da cá và được chiết xuất từ hoa hồng nó mát, có nhiều axit béo và các vitamin và các chất khoáng. Rồi có 112 loại rau củ lên men, rồi cũng có thành phần là hyaluronic acid. Cái này nó cũng giúp bổ sung và sản sinh ra collagen một cách tự cho da. Rồi. Rồi, ở đây có quý anh chị là mình muốn đi Hàn Quốc không ạ? Thì với cái chương trình có một cái sản phẩm đó là chương trình về Zoja Collagen 30.000 á, thì khi mà quý anh chị bán được 150 hộp trong vòng 2 tháng là quý anh chị có thể sở hữu cho mình một cái tấm vé đi du lịch Hàn Quốc 5 ngày 3 đêm mà đi free nha. Đó thì quý anh chị nào mà là đang là nhà thuốc, đang là cộng tác viên, quý anh chị mình có thể là chạy vẫn có thể chạy. Quý anh chị có thể chạy chương trình này để mình có thể đi tham gia Hàn Quốc đó cùng với cả bên công ty Sun Row. Đó, quý anh chị nào và quý anh chị nào mình bán được 150 hộp trong vòng 2 tháng nha. Đó, một chương trình rất là hay để cho quý anh chị mình chạy. Và chính sách như thế nào, chính sách của nhà thuốc, chính sách cộng tác viên như thế nào thì quý anh chị có thể là liên hệ với cả các bạn sale của nhà Sun Row để có thể là biết và thông tin rõ ràng hơn về các chính sách của cái sản phẩm này. Đó. Không biết là quý anh chị mình có thắc mắc gì về câu hỏi không ạ? Nhà thuốc chị Mỹ Anh giá sản phẩm Zoja Collagen bao nhiêu ạ? À, giá luôn ạ. Dạ thì cái sản phẩm giá giá của sản phẩm Zoja Collagen là 1.980.000 nha chị Mỹ Anh. Thì nếu như mà chị có quan tâm bán hàng, bán cái sản phẩm này để mà có tại vì cái sản phẩm này nó rất là tốt ở trên thị trường á chị.
Tại vì là cái sản phẩm này ở trên thị trường là không có cái sản phẩm nào nó có cái hàm lượng 30.000 mg dùng có hiệu quả không, dùng hiệu quả chị ạ. À, đây là một cái sản phẩm có hàm lượng cao nhất trên thị trường nhé chị. Thì chị Mỹ Hạnh có quan tâm về sản phẩm, có muốn bán về cái sản phẩm này để mình có thể là đi Hàn Quốc, thì chị có thể là liên hệ với các bạn sale ở bên chỗ bên em để có thể là biết thêm về chính sách của cái sản phẩm này, hàm lượng cao như thế thì vậy có thể hấp thụ được hết không? Dạ, cái hàm lượng cao 30.000 mg đấy là cái hàm lượng cho cái liệu trình tấn công á chị. Cho nên là mình khuyến cáo là mình sẽ sử dụng cái liều khuyến nghị. Mình sử dụng cái liều khuyến nghị là 15 ml một ngày, là một cái chai nhỏ như vậy là mình sử dụng trong vòng 3 ngày á chị. Cho nên là nó sẽ hấp thụ được hết á chị. Dùng có bị tăng cân không? Dạ không chị ạ. Sản phẩm collagen này nó không dùng cho, nó không có bị gây tác dụng phụ là nóng hay là nổi mụn hay là tăng cân, dùng sẽ không có tăng cân nha chị, tại vì nó được chiết xuất từ collagen BOG và từ da cá rất là tinh khiết, cho nên là sẽ không bị tăng cân. Mùi tanh không em? Dạ không chị ạ. À, tại vì cái sản phẩm này có cái thành phần là chiết xuất từ hoa anh đào á chị, cho nên là mùi nó sẽ hơi hơi ngọt ngọt, hơi hơi chua chua, nó không có tanh. Mùi của hoa anh đào thơm thơm nhẹ nhẹ. Mình thấy có nhiều người sử dụng collagen silicone nhiều loại này chưa có. Dạ đúng rồi chị. Cái loại Zoja collagen này thì là loại mới ở trên thị trường á chị, và cũng đã có rất là nhiều dược sĩ rồi các bác sĩ dược sĩ da liễu sử dụng rồi á chị. Liệu trình như thế nào dược sĩ anh? Dạ liệu trình mình sẽ sử dụng, thường là mình sẽ sử dụng là 3 tháng, sau đó là mình nghỉ một tháng, sau đó mình uống thêm 3 tháng, xong mình nghỉ một tháng. Còn mình cũng tùy vô cái nhu cầu của chị. Nếu như mà chị Oanh mà với những người á mà 20 25 tuổi á thì có thể là sử dụng cái liệu trình là da lúc đó là nó vẫn chưa có bị chảy xệ, thì mình có thể là sử dụng cái liệu trình một tháng một hộp, sau đó mình nghỉ xong mình lại sử dụng một tháng một hộp. Còn với cái người mà da bị chảy xệ rồi á chị, da bị chảy xệ lắm rồi ý, cần phải làm đẹp nhanh á, thì lúc đó là mình sẽ sử dụng cái liệu trình 3 tháng liên tiếp, sau đó mình nghỉ một tháng, xong rồi mình lại sử dụng 3 tháng liên tiếp, rồi mình nghỉ một tháng. Ba tháng lâu quá. Thì nói chung là cái sản phẩm về collagen, về tất cả các dòng collagen dạng nước á, thì mình 3 tháng thường sẽ là sử dụng 3 tháng, sau đó nghỉ một tháng, xong rồi dùng 3 tháng xong nghỉ một tháng. Mình mở lọ ra bảo quản được mấy ngày? Dạ khi mà mình mở lọ ra thì mình dạng nước thì nó sẽ rất là khó bảo quản nha chị. Khi mà mình mở mở nắp ra rồi là mình phải bỏ vô trong tủ lạnh nha chị. Giới thiệu mình lấy để tư vấn bán và một loại đặc thế giới thiệu. Ừ, công ty có nhiều loại quá, giới thiệu mình một loại để tư vấn. Ở bên em thì có rất là nhiều loại và cũng tùy vô cái, có rất là nhiều sự lựa chọn cho khách hàng đó chị. Mình có rất là nhiều loại để cho, tại vì là mỗi loại nó sẽ có cái giá thành khác nhau và có cái công dụng, mà nó cũng có công dụng là làm đẹp, nhưng mà cái giá thành nó khác nhau á, cho nên là tùy vô cái tài chính của khách hàng đó chị, để mình lựa chọn cho khách hàng á. Này là hiệu quả nhất. Em là em thấy hiệu quả nhất là chị, hiệu quả nhất hay không là cũng tùy vô cái em. Theo em thì cái những cái loại dòng nước ở đây là những cái dòng nước
nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì là nó hấp thu vào cơ thể nhanh hơn và nó được làm từ những cái công nghệ thủy phân cắt mảnh nhỏ ra, càng nhỏ cái công nghệ thủy phân cắt càng mảnh nhỏ thì nó sẽ hấp thu vào cơ thể nhanh hơn. Thì ở đây thì em có thấy cái loại do da collagen 30.000 và đồ collagen CC đồ EXR này. Và mình có phải sử dụng theo liệu trình nữa, mình phải sử dụng thường xuyên theo liệu trình thì nó mới đạt được hiệu quả chị ạ. Và khi mà lựa chọn collagen thì mình nên sử dụng collagen da cá nha chị, nó sẽ tốt cho da hơn. Không biết còn quế thì là được collagen ít giờ có da cá luôn à? Dạ đúng rồi chị, cái này cũng là da cá luôn chị ạ. Collagen EXR cũng là da cá chị ạ. Vậy mình chọn loại đó hay hơn, giá mềm hơn. Dạ đúng rồi, thì cũng tùy vô tài chính của các chị nữa. Tùy vô cái tài chính của khách hàng này, nhưng mà khách hàng đặc biệt là các chị nào mà muốn làm đẹp á, mà muốn làm đẹp nhanh á, nhanh kiểu nhanh cấp tốc á, thì chị cho các chị sử dụng cái loại này, nó có cái liệu trình tấn công với chị đó. Còn nếu như mà muốn duy trì hoặc là muốn làm đẹp từ từ thì mình vẫn có thể là sử dụng cái liệu trình từ từ hơn này, mình có thể sử dụng hai cái loại này. Và mỗi sản phẩm nó đều có cái giá thành khác nhau, thì khách hàng tùy vô tài chính của khách hàng nữa chị ạ. Có nhiều khách hàng là họ nhiều tiền họ giấu ý, thì chị cho họ cái sản phẩm này. Còn cái người mà kiểu họ bình bình thôi nhưng mà cũng muốn làm đẹp á, thì chị cho họ cái sản phẩm này, giá nó mềm hơn. Ok, dạ em cảm ơn chị ạ. Hết chưa ta, còn ai hỏi câu hỏi gì không? Còn mấy loại kia thì sao ạ? Mấy loại kia, như là cái loại này thì nó là dạng bột. Cái này là bột collagen hyaluronic. Đó, thì cái này nó cũng, cái này là dạng bột này. Đó, thì chị có thể là sử dụng pha ra. Đó, mình có thể pha cùng với các cái nước khác nữa, để nhưng mà nó sẽ không có, nó vẫn có bảo quản được cái mùi vị của mình, nó không bị mất mùi vùi mất vị. Nhưng mà mỗi tội là thì mỗi sản phẩm nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm, như là cái dạng bột như lúc vừa nãy em còn nói á, thì với cái dạng bột này thì nó hơi khó uống và mình muốn mang đi đâu thì cũng không được. Cái này là dạng bột, có này thì là dạng viên này, có collagen EXR dạng viên và collagen cái này dạng viên. Dạng viên thì nó lại kiểu như là nó hấp thu chậm hơn so với dạng bột và dạng nước. Nhưng lúc vừa nãy em có phân tích á, khi mà vô trong cơ thể á, thì dạng viên nó cần thời gian để nó hòa tan ra cơ thể của mình, và nó cần thời gian để hòa tan, cho nên nó sẽ hấp thu chậm hơn so với dạng nước và dạng bột đó. Nhưng mà dạng viên này thì các chị có thể là sử dụng mang đi đâu cũng được đó. Ví dụ như là mình có thể là sử dụng dạng viên, dạng bột, dạng nước này kết hợp cũng được này chị. Ví dụ như là mình ở nhà ấy, thì mình không có đi công tác hay là mình không đi đâu hết á, thì mình có thể sử dụng dạng nước này, mình uống xong rồi mình mở nắp ra xong mình bỏ vô trong tủ lạnh để mình bảo quản đó. Còn ví dụ như là các chị đi công tác đó, thì các chị đi công tác thì các chị có thể sử dụng dạng viên này đó để mang đi công tác được này, kết hợp được mà chị, kết hợp được hết các chị. Em thấy có nhiều chị khách hàng kết hợp vừa dùng dạng viên rồi là vừa dùng cái dạng nước này luôn này, hay lắm.
Không biết là quý anh chị còn câu hỏi nào không ạ? Các chị mình có thể là tư vấn cho khách hàng của mình kết hợp thêm cũng được nhỉ. Không nhất thiết là cứ phải sử dụng mỗi cái dạng nước này thôi đâu. Dạng nước này thì mình có thể là sử dụng như là các chị nào mà đi công tác. Ví dụ như là mấy chị mà đi công tác nhiều á. Đó mà không có thời gian để mình chăm sóc da. Đó thì mình có thể là mang cái dạng này thì mình có thể là để ở nhà mình uống này, uống xong mình bỏ vào tủ lạnh. Còn dạng này thì mình đi công tác nhiều quá thì mình mua này, dạng viên này, nó mang đi được này. Đó. Còn cái dạng bột này nó là dạng bột rồi cho nên là nó không có kiểu như là nó không có gói, theo gói bột á. Cho nên là mang đi cũng hơi bất tiện. Đó. Thì cái loại này mình có thể bỏ vào trong túi, ba lô của mình á, đó, đi công tác. Xong mình đi mình dùng. Xong rồi về nhà mình không dùng dạng viên nữa, mình dùng dạng nước. Đó, rất là hay, có nhiều chị hay lắm. Có nhiều chị khách hàng kết hợp hay lắm. Em chào chị Oanh. Em cảm ơn chị Oanh. À, quý anh chị mình có loại uống trắng da, có loại collagen là uống trắng da không em? Uống trắng da thì có Buvicicido này chị. Là trắng da một cách rất là tự nhiên từ sâu bên trong, cái này chuyên về trắng da, chuyên luôn về trắng da. Cái loại này là cũng trắng da luôn chị, vừa trắng da vừa làm sáng sáng da và làm đẹp da. Và những cái sản phẩm collagen nó đều có thành phần axit hyaluronic này, nó giúp làm trắng sáng da này, vitamin C này giúp làm trắng sáng da này. Đó, cái này thì nó có vitamin C nhiều hơn, rồi có vitamin E. À, quý anh chị mình không có câu hỏi thắc mắc nào nữa thì em xin phép kết thúc ở đây ạ. À, xin nhường lại mic cho MC Dũng ạ. À, rồi cảm ơn sư Minh Thu ha. Chia sẻ khá là hay và kiến thức khá là nhiều và rất nhiều câu hỏi đến từ anh chị nhà thuốc này. Thì quý chị nào mà có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm collagen á, thì quý chị có thể inbox trực tiếp tới bên em thì sẽ có những bạn xem các tin nó sẽ hỗ trợ cho mình giải đáp thắc mắc như là việc tư vấn về collagen cho mình ha. Thì nói tiếp với buổi chương trình thì nhà sân rau sẽ chia sẻ cho quý anh chị hàng tuần cũng như là hàng tháng thì quý anh chị mình nhớ follow, thì đặc biệt là trong cái buổi tuần sau, buổi thứ tư và buổi thứ bảy thì hai buổi đó thì sẽ có anh giám đốc sản phẩm là Râu Cường và Dược sĩ Minh sẽ đại diện chia sẻ cho quý anh chị về những kiến thức để chuyên sâu hơn cũng như là về cái tính chuyên môn hơn. Quý anh chị mình nhớ theo dõi trong cái buổi thứ tư và thứ bảy, thì bên cạnh đó cũng xen kẽ cũng có là nhiều buổi chia sẻ về marketing, về kiến thức bán hàng để quý anh chị có thể nắm, và quý anh chị bán hàng sẽ có việc bán hàng, việc kinh doanh bán hàng thì quý anh chị sẽ dễ dàng hơn. Thì nếu quý anh chị không có câu hỏi thì em xin kết thúc buổi Zoom ha. Em cảm ơn quý anh chị dược sĩ cũng như là quý anh chị đại lý đã mình đã có chút thời gian mình lắng nghe trong buổi Zoom này ha. Rồi xin chào quý anh chị, thì quý anh chị có thể bật mic lên mình chào một nhau một cái ha. Chị Hạnh bật nút lên đừng chào nhau được không chị? Thế rồi, cảm ơn quý chị.